Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là phiên bán hàng ngày 16 tháng 7 năm 2021. Tình hình dịch bệnh ở trong nước mình thì càng ngày nó cũng càng căng thẳng. Bình Phước thì trước giờ không có ca nào. Tuy nhiên là thời gian gần đây, trong một vài tuần trở lại đây thì cũng có xuất hiện một số ca. Và ngày mai thì có chỉ thị giãn cách 16 đó các anh chị. Tuy nhiên công việc của ai thì vẫn phải làm thôi. Nguyễn vẫn lên phiên bán hàng như bình thường. Các anh chị nào ở nhà chúng ta chăm lan, có điều kiện thì chúng ta có thể mua online như thế này ha các anh chị. Thì phiên bán hàng ngày hôm nay mình cũng có một rất nhiều mặt hàng cho các anh chị và các bạn chúng ta lựa chọn ha. Trước tiên thì mình có một cái cây hồng hồng Á Hậu. Cây này thì giá trị nó rất là cao. Anh chị nào mà muốn đầu tư cái cây hồng Á Hậu này thì có thể là gọi điện thoại trực tiếp. Vì nói chung là thời điểm đang dịch bệnh như thế này mà nói những cái giá trị cao ra đây, mình thấy là có nhiều người không hiểu việc á, hay comment linh tinh. Cho nên là riêng cái cây hồng Á Hậu này thì anh chị nào mà quan tâm thì có thể là gọi điện thoại trực tiếp ha. Nguyễn có hai cái cây hồng Mỹ Nhân. Hai cây hồng Mỹ Nhân thì cái cây số 1 này á, nó là một cái mầm năm thứ 3 rồi nha các anh chị, mầm gốc. Và những cái thân năm 1, năm 2 thì đã cắt đi ươm cây hết rồi. Vì cái mầm gốc này đã có rễ khỏe và đang đi rất là lực nha. Nó lên từ một cái mầm lỡ ở đây nè. Các anh chị thấy là năm nhất, năm 2 và ra một cái mầm lỡ. Rồi đây là cái mầm gốc của nó, rất là lực ha. Cái cây hồng Mỹ Nhân này thì anh chị nào mua thì hiện tại kích thước của nó là được 6 cm, và một cái mầm gốc rất là lực như thế này thì giá là 50 triệu nha các anh chị nha. Đó là chậu hồng Mỹ Nhân số 1. Còn chậu số 2 thì là một cái cây ươm tự nhiên. Cây ươm tự nhiên trên cái thân mẹ rất là mập đây và đã có rễ, thì cái cây này giá là 40 triệu cho anh chị nào lấy giống ha. Giống hồng Mỹ Nhân. Đối với những cái dòng lan va thì nó cũng có những cái cây giá trị rất là cao, và những cây mà để các anh chị và các bạn chúng ta làm kinh tế thì nó còn có giá trị cao trên thị trường. Ngoài ra nó cũng có những cái dòng hàng đột biến, nó cũng lúc trước, thời gian trước thì cũng có giá trị rất là cao. Tuy nhiên là thời điểm này thì nó ở mức thấp, chúng ta sưu tầm chơi mặt hoa vẫn được. Trong phiên bán hàng này cũng có rất nhiều nha các anh chị. Ở đây mình có một cái cây hồng Gia Lai. Cây này thì lên mầm gốc năm 2 rồi nha các anh chị nha. Đây. Thì cái chậu này giá là 50 triệu ha, cây hồng Gia Lai, cho anh chị nào mua về làm giống, làm kinh tế. Giống cây ở bên Lan Rừng Nguyễn Lâm thì nó chuẩn tuyệt đối, các anh chị không phải lo. Về chế độ bảo hành thì tụi em vẫn bảo hành bình thường như mọi khi thôi. Anh chị nào cần bảo hành thì chúng ta chụp hình cây hàng tháng gửi qua Zalo cho bên em xem ha. Còn về hoa cây hồng Gia Lai thì cách đây 2-3 tuần gì nó nở, Nguyễn cũng đã quay cho các anh chị và các bạn xem rồi. Kích thước cái thân mẹ này được hơn 2 cm nha các anh chị. Cái thân này các anh chị có thể làm kỳ được. Đây là mặt hoa hồng Gia Lai, nó rất là khác biệt. Trong tất cả những cái dòng cây hồng thì riêng cây hồng Gia Lai nó có một cái nét rất là riêng, rất là đặc trưng. Cho nên về cái giá trị của nó, về cái chỗ đứng của nó trên thị trường là nó luôn đứng vững các anh chị. Nó có những cái cây nào mà có nét đặc trưng riêng thì nó có giá trị trên thị trường rất là lâu. Cũng như vậy, đây là cây năm cánh trắng Nha Trang. Cái cây này thì là một cây nó đã thắt ngọn từ rất là lâu rồi. Mắt gốc vẫn còn rất là sáng, mình cũng chưa làm luôn. Mọi người chúng ta mua cây này về thì có thể làm mắt gốc được ha. Kích thước gần 7 cm này các anh chị. Ở trên này có thể làm được rất nhiều cây đây. Giá hiện tại là 25 triệu. Đây mình quay cái mắt gốc cho các anh chị xem ha. Cây thắt ngọn từ rất lâu. Cái này thì thân này chích một phát là ra kỳ ngay thôi. Rất là mập ha. Năm cánh trắng Nha Trang thì bên em nở nhiều lần à. Mọi người cũng quay cũng xem. Tiếp theo là hai cái dòng phổ biến, năm cánh trắng Phú Thọ và năm cánh trắng HO. Thì trước hết là năm cánh trắng Phú Thọ thì vẫn lại tiếp tục lên 10 chậu. Đợt này thì nó khỏe hơn so với phiên bán hàng trước. Không phải khỏe hơn mà là nó to hơn. Cây số 1 mình vẫn đánh số nhưng mà đồng giá là 1 triệu một cây nha các anh chị nha. Năm cánh trắng Phú Thọ. Tất cả đều là cây ươm tự nhiên, đã ra rễ hết rồi. Các anh chị thấy là rễ nó ra rất là nhiều ha.
Nhiều người hỏi làm cách nào cho ra rễ, thì các anh chị cứ ươm tự nhiên, chịu khó chờ lâu một chút, đừng có dùng thuốc thang gì thì cây nó tự động nó ra rễ rồi các anh chị. Còn cứ ham kích thì nó lên mầm nhưng mà nó không ra rễ, cái chuyện đó thì nó ngậm thuốc nó không ra rễ các anh chị. Còn ở đây các anh chị cứ thân già cắt xuống từng mắt ươm tự nhiên như thế này, để ở những nơi khô thoáng thì cây nó tự động nó ra rễ thôi, không cần phải thuốc thang gì nó cũng ra. Còn anh chị nào mà nóng vội chúng ta cứ kích 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 thì nó nhú mầm ngay, nhưng mà về vấn đề cái rễ của nó là rất là khó làm, tại vì cây nó đã ngậm thuốc rồi các anh chị. À, đây là cây số 7, các anh chị thấy là từ cây số 1 đến cây số số 10 ngày hôm nay vẫn chọn những cây rất là khỏe. À, đồng giá là 1 triệu một cây ha, các anh chị có thể chọn có đánh số. Nó kích thước là 3-4 cm, có những cây nó được 5 cm. Đây cây số 9. Cây số 9 này chắc được 5 cm. Gần 5 cm. Rất là đẹp. Đây cây số 10. Đó là 10 cây năm cánh trắng Phú Thọ Nguyễn lên cho phiên bán hàng ngày hôm nay ha, giá là 1 triệu một mầm. Chuẩn giống năm cánh trắng Phú Thọ. Cây mà nở tại Bình Phước á các anh chị, cái mắt của nó rất là đậm, đẹp như thế này nè. Còn canh năm cánh trắng Phú Thọ thì nó biến thiên theo tùy vùng miền. Đây là những chậu năm cánh trắng HO, chậu số 1 cũng là những cái cây ươm tự nhiên, giá 4 triệu rưỡi ha. Ở đây nó là một cái cây đã có rễ và một cái mắt vẫn còn rất sáng ở đây. Một cây và một mắt, giá là 4 triệu rưỡi nha các anh chị nha. Đó. Đương nhiên cái mắt này các anh chị nào biết làm chắc chắn sẽ làm thêm được một cây nha. Đó. Còn cái mầm kia đã có rễ thì nó có thể tự nó sinh sống được rồi. Nên hình số 1 giá là 4 triệu rưỡi. Năm cánh trắng HO. Đây còn gọi là năm cánh trắng Hiển Oanh. Đây còn gọi là năm cánh trắng Hòa Bình. À, chậu số 2 cũng giá là 4 triệu rưỡi, cũng là một cây và một mắt ngủ ha. Cây bên này thì nó khỏe hơn. Tuy nhiên cái mắt ngủ bên này thì nó nằm trên cái thân mẹ nhỏ hơn, ốm hơn một tí. Đây Nguyễn zoom lên cho các anh chị và các bạn xem cái mắt của nó vẫn còn tươi ha. Đó, mắt còn sáng. Cũng đồng giá là 4 triệu rưỡi cho hình số 2. Năm cánh trắng HO hình số 3 cũng giá là 4 triệu rưỡi, ở đây cũng lên một cái kỳ. Và ở đây là ở phần gốc cho nên là nó còn được 1, 2, 3, 4 cái mắt, nhưng mà những cái mắt này rất là khó lên nha các anh chị. Đó. Nó còn 3, 4 mắt luôn đó. Tuy nhiên nó ở phần gốc cho nên là nó sẽ khó lên. Cũng đồng giá là 4 triệu rưỡi ha. Còn cái kỳ này thì đã có rễ rồi, cái mầm gốc, cái mầm kỳ này đã có rễ. Tất cả những đây là kỳ ươm tự nhiên hết đó các anh chị, không có thuốc. Cho nên rễ rất khỏe. À, chậu số 4 là một cái mầm năm 2. Đây mình mở ra các anh chị xem, cái mầm năm nhất thì nó bị hư phần ngọn đã cắt đi rồi, thì lên cái mầm năm 2 như thế này, giá là 4 triệu rưỡi luôn nha. Đó. Rễ này đã thuần chậu rồi nha các anh chị. Và cái vết cắt đó cũng cả tháng rồi cho nên là nó đã khô. Chậu năm cánh trắng ô số 5, chậu này thì giá 7 triệu, nó là có 2 kỳ. Đây các anh chị thấy một cây hai cây đã có rễ ha, tức là mỗi một cây này thì giá là 3,5 triệu, hai cây một chậu nguyên chậu thế này là giá là 7 triệu ha. Cây ươm tự nhiên các anh chị thấy rễ nó ra khỏe, đặc biệt là cái giống HO thì bộ rễ của nó cực khỏe rồi. Chậu số 6 cũng tương tự như vậy, cũng giá là 7 triệu, cũng là một cặp hai cây ươm tự nhiên đã có rễ hết. Kích thước của nó thì khoảng tầm 1,5 cm đó. À, chậu số 7 giá là 4 triệu rưỡi. Đây là một mầm khỏe. Cái thân mẹ thì nó hơi ốm cho nên là các cái mắt còn lại thì chắc cũng khó lên. Chậu số 8 cũng giá là 4 triệu rưỡi. Một mầm kỳ như thế này nha các anh chị. Kích thước nó được khoảng tầm 2,5 cm. Tầm tầm như vậy. Chậu năm cánh trắng HO số số 9. Số 9 thì cũng là một cái cây ươm tự nhiên. Nhưng mà để ở trong mát cho nên là cái thân nó hơi ốm, nó lên hơi dài. Đây, được 1 2 3 4 5 cái lá. 6 cái lá luôn. Kích thước 7 cm, giá là 7 triệu. Chậu này thì rễ nó ra rất là dài rồi đây. Riêng chậu số 10 thì giá là 9 triệu, cái thân nó mập mạp hơn, lá to hơn, khỏe hơn. Kích thước của nó thì khoảng 6,5 cm.
Đây gần 7 sen ha, 6,5 sen, giá là 9 triệu cho chậu số 10. Mặt hoa 5 cánh trắng HO, các anh chị thấy nó cũng có một cái nét rất là riêng. Mắt nó tràn viền và rất gọn đẹp. Riêng cây này thì cái vẻ đẹp của nó thì rất là dễ nhận biết ha, không có lẫn lộn vào cây nào khác được. Cánh của nó là cánh sáp dày, dòng này từ Hòa Bình đó các anh chị. Tiếp theo là những cây mình mới tách ra một chậu kiếm năm, gọi chậu kiếm tuyết ngọc. Chậu kiếm tuyết ngọc bán 5 cánh trắng hoài nó vẫn bị lộn. Đây là cây kiếm tuyết ngọc đó các anh chị ha. Mặt hoa của nó thì nó màu vàng nhạt đó. Hình số 1 nó là một củ tơ chia lên mầm. Giá là 800.000 một thân. Đó. Hình số 2 kiếm tuyết ngọc cũng giá là 800.000, cũng là một củ tơ. Đây, cái mắt của nó vẫn còn sưng ở đây nè. Nó sẽ lên ngay thôi nha các anh chị ha. Rễ mới tách thì mình để yên nguyên như vậy thôi, nhưng mà khi tách ra khả năng là bộ rễ nó bị hư về, mọi người cắt tỉa nó đi nha. Kiếm tuyết ngọc số 3 này thì mầm này thì giá là 1 triệu vì cây đã lên măng rồi nha các anh chị. Đó, nhú hai cái măng đây. Hình số 3, một mầm hai măng, giá 1 triệu. Hình số 4 cũng là một mầm và một măng lớn, giá là 1 triệu. Mắt bên kia vẫn còn nha các anh chị ha. Hình kiếm tuyết ngọc số 5 cũng giá là 1 triệu. Các anh chị thấy là cũng là một củ to, củ tơ và cũng có măng đây. Đó, giá là 1 triệu ha. Cho hình số 5 kiếm tuyết ngọc. Hình kiếm tuyết ngọc số 6 là gồm hai thân. Gồm hai thân nha các anh chị. Lên rất là nhiều măng ở đây. Đó. Hai thân, giá là 1,4 triệu. Cho hình kiếm tuyết ngọc số 6, hình kiếm tuyết ngọc số 7 cũng là hai thân nhưng mà giá là 1,2 triệu. À, hình này thì chưa lên măng. Hình kiếm tuyết ngọc số 8 là hình đẹp nhất, là giá là 1,5 triệu. Nó cũng gồm hai cái thân này và lên rất là nhiều măng nha các anh chị. Hai thân rất là đẹp. Đây này, đang nhú rất là nhiều mầm măng ở đây. Hình số 8 giá là 1,5 triệu. Còn về mặt hoa cây tuyết ngọc, đó là một cái cây dòng kiếm lô hội nha các anh chị. Hoa của nó màu vàng nhạt như thế này. Những cái cây mà hoa bình thường thì nó màu màu nâu. Đây là một dòng đột biến cho nên là nó ra hoa hoa vàng nha các anh chị nha. Vàng nhạt như thế này nè. Đây là cái hoa nằm trên một cái thân yếu cho nên là nó ngắn thôi, chứ còn bình thường cái vòi hoa của nó cũng khoảng tầm được 30 cm đó. Ở đây mình có một cái chậu to. 5 cánh trắng xuyên đêm đang có hoa luôn và đang có kỳ trên thân luôn. Anh chị nào mua cái chậu to này về để có hoa chơi cho mùa tới thì các anh chị có thể là mua giá là 15 triệu ha. Đây cái mầm năm nhất. Cây này về thân lá của nó rất là khỏe các anh chị. Đây các chị nhìn cái bộ thân lá của nó là biết nó rất khỏe. Dễ chăm. Đi rất là mạnh. Đang có hoa đây. 5 cánh trắng xuyên đêm. Hoa này thì có một cái hoa thôi cho nên là cũng chưa có chọn được cái hoa đẹp nhất để quay cho các anh chị ha. Nó nhú hoa tự nhiên vậy. Trên một cái kỳ yếu cho nên là hoa nó chỉ được như thế thôi. Chứ còn nếu mà trên một cái thân hoa lớn khỏe thì nó sẽ rất là đẹp nha các anh chị. Đây là hoa để chuẩn hoa cây 5 cánh trắng xuyên đêm ha. Đó, cái thân mẹ của nó chắc phải tầm 60 cm rồi đó. Đang có kỳ ở trên thân đây luôn nè. Chậu này giá là 15 triệu. Tiếp theo là những cái cây tích lịch hỏa. Tích lịch hỏa đây là những cây lách mà nó đã thuần chậu rồi các anh chị. Rễ các chị thấy là bám chậu hết rồi. Cây tích lịch hỏa số 1 giá là 2 triệu nè. Nó tầm 10 cm. Các anh chị để ý những cái cây lách mà tụi em trồng á, nó rất khô nhưng mà rễ nó rất là bám mà các anh chị thấy không? Không có để nhiều cái chất giữ ẩm đâu. Mình càng khô như thế này rễ nó mới càng dễ bám chậu nha các anh chị. Chậu số 2 cũng giá là 2 triệu. Nhiều người không biết thì cứ cho rêu ẩm vào á, khi cây mình mới tách mà cứ cho rêu ẩm vào là nó dễ thối rễ đó. Các anh chị thấy bộ rễ nó còn nguyên ở đây rất khỏe là do mình để khô. Chậu số 3 giá 2,2 triệu, nó lớn hơn một chút. Chậu số 4 giá là 2,5 triệu. Đó,
Tất cả những cây này các anh chị thấy rễ nó rất là nhiều và đã bám chậu hết rồi, kích thước được tầm 15 cm. Và cây cây số 5, cây số 5 thì nó lớn nhất và giá là 3,5 triệu và rất là đẹp đây. Anh chị nào mua cây này về thì đến mùa xem hoa được luôn này, cây rất là khỏe lực, bộ rễ. Các anh chị thấy chỉ có vỏ thông mà không phải là vỏ thông mịn đâu nha, vỏ thông bình thường thôi, vỏ thông nó tầm 8-12 đó. Cây rễ nó bám chậu như thế này và ngọn đi rất là khỏe đây đó. Thì mình để khô như thế này thôi, rễ nó sẽ rất là nhanh bám. Còn các anh chị nào không biết cứ cho những cái chất giữ ẩm vào cũng như là phủ rêu rồi thì nó dễ bị thối rễ lắm nha các anh chị, nhất là mùa này mùa mưa đây. Kích thước cây này nó được tầm trên 25 cm rồi. Hoa tít lịch hỏa là một loại hoa có khuôn bông rất là đẹp nha các anh chị nha. Cây này thì nó là một cây lưỡi bệt mũi trắng và bộ cánh ám, bộ cánh rất là sáng này, bộ cánh ám. Khuôn hoa của nó khác nhiều so với lại cây năm cánh trắng huyền thoại của Nguyễn nha các anh chị. Và chúng ta có thể là sưu tầm nhiều giống để có nhiều cái mặt hoa khác nhau. Cây này thì nó cũng là một cây lưỡi bệt mũi trắng, tuy nhiên nó không được là cây năm cánh trắng như là cây tít lịch hỏa, cho nên về giá trị cây thì nó rẻ hơn nhiều so cây năm cánh trắng huyền thoại, cho nên là nó rẻ hơn nhiều so với cây năm cánh trắng huyền thoại nha các anh chị. Nhưng mà thời gian đầu á, cách đây 3 năm một cây của nó tầm 40 triệu một cây. Hiện tại thì các anh chị thấy mình có những cái bụi lớn như vậy tách ra làm cây, giá nó rẻ. Tiếp theo là những dòng cây năm cánh trắng đắc lây. Đắc lây là một cây dòng của Tây Nguyên, nó giống như cây chumoray vậy, nhà mặt hoa nó khác. Thì ở đây mình bán đồng giá là 500 nghìn một cây ha. Các anh chị có thể chọn, nó có cây lớn cây nhỏ đó, tuy nhiên là bán đồng giá thôi. Anh chị nào xem sớm thì chúng ta chọn được những cái cây lớn hơn. Mình cũng có đánh số nè các anh chị nha. Năm cánh trắng đắc lây giá chỉ có 500 nghìn một cây thôi. Tất cả như là những cây ươm tự nhiên và rễ đã bám chậu hết rồi. Đây là cây số 5. Số 5 thì tương đối lớn hơn những cây ban đầu. Cây số 6 thì nó là chậu số 6, nó là gồm hai cây. Một khúc mắt mình ươm hai mắt á, thì một khúc thân già hai mắt để lên được hai cái cây nhỏ. Vẫn là 500 nghìn một chậu như thế này nha các anh chị nha. Đây là chậu số 7 nè. Cây lớn hơn, vẫn giá là 500 nghìn thôi. Đây là chậu số 8. Chậu này cũng có hai mầm. Mầm lớn mầm nhỏ. Đồng giá là 500 nghìn cho một chậu như thế này. Năm cánh trắng đắc lây. Đắc lây thì nó thuộc tỉnh Kon Tum nha các anh chị nha. Đây là mặt hoa của nó. Chúng ta sưu tầm giống. Thực tế là cái hoa này nếu mà nằm trên một cái thân lớn nó đẹp lắm nha các anh chị, nhưng mà tuy nhiên cái hoa này lúc mình quay trên một cái thân nó ốm yếu, cho nên là cánh của nó thì nó hơi nhăn một tí thôi. Ở đây mình có 3 cây năm cánh trắng Long Điền. Giá là 2 triệu một cây lớn như thế này nha các anh chị, một cây lớn này. Năm cánh trắng Long Điền. Cây này thì về thân lá của nó phát triển rất là khỏe, kích thước nó gần 15 cm ha. Đó là chậu số 1. 3 chậu, đồng giá là 2 triệu cho một chậu. Năm cánh trắng Long Điền. Chậu số 2 này thì nó được 18 cm luôn rồi. Đây là những cái cây năm nhất nha các anh chị, năm nhất mà chăm rất là lực ra. Chỗ số 3 cũng giá là 2 triệu ha, kích thước nó gần 20 cm luôn rồi. Đó, đồng giá 2 triệu cho một chậu. Và về hoa cây năm cánh trắng Long Điền đây các anh chị. Cây này thì khuôn hoa đẹp không khỏi phải chê rồi. Mình quay nhiều lần nó nở lại các anh chị thấy. Rất là nhiều hoa nhưng mà hoa nào nó cũng bung bay ha. Các anh chị xem. Cây này thì đặc điểm của nó là năm cánh trắng mũi hồng và ở phần lưỡi của nó thì nó ẩn hồng ở hai bên má chứ nó không có mắt nha các anh chị nha, nó không có hai con mắt như là những cái cây phi điệp bình thường đó. Các anh chị thấy cái mũi của nó màu hồng và khuôn hoa lưỡi tim rất là đẹp. Năm cánh trắng Long Điền. Long Điền là một huyện của Bà Rịa Vũng Tàu á.
Ở đây Nguyễn có vài cái keybet, anh chị nào hỏi cái keybet thì hôm nay Nguyễn lên những cái keybet đồng giá là 500.000 một key. Đây key số 1. Đây là những key siêu bet nha các anh chị. Nó bet, siêu bet có nghĩa là nó bet hết cái lưỡi của nó. Có những key bet nó chỉ bet ở hai bên mắt của nó thôi, tức là nó bet tràn phiền. Còn cái loại bet này thì nói chung bây giờ cây bet nó nhiều quá nên người ta cũng không đặt tên nữa các anh chị. Chỉ có những cây mà thời điểm đầu, thời gian đầu mà mới sổ ra cái dòng bet người ta mới đặt tên thôi. Còn bây giờ bet nó quá nhiều đi cho nên là mình cũng không câu nệ về cái tên lắm. Những cây này thì nó mặt hoa của nó là bet hết lưỡi luôn nha các anh chị. Đồng giá. Riêng chậu chậu này thì nó lên được cái mầm năm thứ hai luôn rồi nè. Hoa cây mẹ là nó nở như thế này nè các anh chị nè. Đó, các anh chị thấy nó bẹt hết lưỡi ha, nó không có mắt đâu. Tùy cái góc quay của mình thấy cái hai viền của nó đậm lên thôi, nhưng mà thực tế nhìn từ trên xuống á thì nó sẽ một màu chứ không phải là có một màu đen, có màu đen và màu tím như như các anh chị nhìn thấy đâu. Đó. Do cái góc máy quay thôi. Và cuối cùng thì là những cái key lắp của những cái cây chuẩn hoa nù tam bố chuẩn giống. Kích thước của nó là hơn 1 gang. Có nghĩa là nó tầm 25 cho đến 30 cm một cây như thế này. Và đối với những cái cây nở xuân á thì thời điểm này là nó đã hầu như là thắt ngọn, các anh chị nhìn thấy không? Thắt ngọn hết rồi. Thì những cái cây như thắt ngọn như thế này nó sẽ nghỉ đông. Mà nó sẽ nghỉ đông ở những cái vùng khí hậu lạnh á, còn những vùng mà khí hậu nóng như Bình Phước tụi em á thì nó sẽ lên mầm gốc, sắp tới là nó sẽ lên mầm gốc luôn. Vì mình chăm tưới thường xuyên thì cây sẽ lên mầm gốc thôi. Và cây nó cũng đanh hết rồi. Cây này các anh chị có thể làm hoa đầu ngọn được hết. Mình bán đồng giá là 100.000 cho một chậu nha các anh chị nha. 100.000 một chậu cây nù tam bố chuẩn giống. Đó là hàng kỳ. Đây không phải hàng gieo hạt nha các anh chị nha. Đây các anh chị thấy nó chỉ có một thân một thôi. Là những kỳ mình lách trên những cây mà chuẩn đó. Riêng cái chậu cuối cùng này nè là một chậu đang có nụ, thì cái chậu cuối cùng này giá 200.000 nha các anh chị. Đó. Cây nù tam bố dễ hạt rừng của Lâm Đồng đó. Nó thuộc vùng tam bố, vùng rừng tam bố. Cây này thì thân lá của nó chỉ cao khoảng tầm 6-70 cm là tối đa. Và hoa đặc biệt sai, nếu các anh chị và các bạn chúng ta chăm tốt thì hoa nó gần như là từ gốc đến ngọn. Nó sẽ cắt gốc khoảng tầm một gang tay là nó sẽ ra hoa lên tới ngọn luôn. Đây là cái khu vực vườn lan giống của bên Nguyễn nè các anh chị nè. Rất là nhiều, tụi em trồng rất là nhiều nè các anh chị. Thì những cái key mà nhỏ nụ tam bố như vậy á, nó tầm 25-30 cm thì mình bán với giá là 100.000 cho một key. Mình đã soạn ra những cái key rất đẹp như thế này nè, để đóng hàng đi cho các anh chị ha. Rất là đẹp. Về cây nù tam bố thì hoa của nó như sau các anh chị. Đặc điểm cây này nó là nở vào mùa xuân. Thì nó đặc biệt hơn so với những cây mà đang nở vào mùa này nha các anh chị. Mùa này là mùa hè. Riêng cây này là nở vào mùa xuân. Đặc điểm của nó là ở trong cái lưỡi của nó đó, nó từ trong họng ra nó sẽ có 5 cái đường chỉ, nó chạy dọc từ trong họng nó chạy ra. Nó rất là dễ nhận biết cái mặt hoa của cây nù tam bố các anh chị. Bộ cánh thì nó là bộ cánh sáp viền, có viền cánh. Cả một cái bộ hoa của nó thì nó chìm trong một cái màu tím đậm các anh chị. Đó. Như các anh chị thấy cây này rất là sai hoa ha. Đây là một cây căn bản của cây nụ tam bố. Hoa nó của nó gần như từ gốc lên tới ngọn các anh chị thấy không? Đặc biệt của nó là cái dòng này nó nở vào mùa xuân. Mà các anh chị và các bạn mà trồng số lượng nhiều á, tức là trên một chục chậu thì biết đâu nó sẽ nở vào đúng vào cái dịp Tết, vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì nó sẽ rất là hay ha. Xuân thì có thể là nở trước Tết hoặc sau Tết một tháng thì nó vẫn là xuân nha các anh chị, chứ không nhất thiết là nó phải nở đúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết nha các anh chị nha. Video bán hàng đến đây thì là kết thúc rồi. Thì Nguyễn cũng nói lại với các anh chị là về tình hình dịch bệnh của nó cũng đang rất là căng. Thì anh chị nào rảnh rỗi ở nhà chăm lan thì chúng ta có thể xem, còn các anh chị thấy mà không thích thì có thể là không xem video này ha. Hiện tại mình thấy có nhiều người comment là tình hình dịch bệnh mà cứ buôn bán, cái công việc của em là em phải làm hả các anh chị. Anh chị mua hàng thì vui lòng gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0961 85 1766. Bé Thảo nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các anh chị là về
cái cách giao hàng và nhận hàng chuyển khoản như thế nào ha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo nha.